Sáng ngày 6 tháng 9, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận đã tổ chức buổi khảo sát khu vực 600 hectare rừng sẽ được chuyển đổi để thực hiện dự án hồ thủy lợi Ca Bét ở xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Theo ghi nhận, tại vị trí dự kiến xây hồ thủy lợi, cây rừng mọc nhiều nhất ở hai bên bờ sông Ba Bích, đa phần là các loại tre nứa, cây hỗn tạp. Bên cạnh đó, trong vùng lõi của dự án còn có nhiều cây dầu, bằng lăng, nhiều cây căm xe. Liên quan nhiều cây căm xe cổ thụ và cây lim già cỗi được chia sẻ trên mạng, khiến dư luận xôn xao. Qua kiểm tra thực địa, ông Lê Thanh Sơn khẳng định đều nằm ngoài ranh giới dự án. Do vậy, khi triển khai dự án hồ thủy lợi thì những cây này không bị tác động. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, hồ thủy lợi Ca Bét được xây dựng ở huyện Hàm Thuận Nam, có sức chứa 51,2 triệu mét khối nước. Tổng mức kinh phí đầu tư là 874 tỷ đồng. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án xây dựng hồ thủy lợi Ca Bét là 693,31 hectare, trong đó diện tích có rừng là hơn 680 hectare. Để thay thế cho hơn 680 hectare diện tích rừng tự nhiên bị ngập tại hồ thủy lợi Ca Bét, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành chức năng tổ chức khảo sát trồng mới với diện tích 1.844 hectare, gấp 3 lần diện tích rừng dùng để xây dựng hồ chứa nước Ca Bét. Sáng ngày 6 tháng 9, có hàng chục phụ huynh phản đối việc nhập điểm trường tại thôn Nam Yên về trường chính tại thôn Phò Nam ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, nên đã đưa con em về điểm trường cũ tại thôn Nam Yên, chứ nhất quyết không đưa con em đến trường chính. Trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng có chủ trương xây mới trường tiểu học Hòa Bắc tại điểm trường chính thuộc thôn Phò Nam, trung tâm xã Hòa Bắc để đưa vào sử dụng trong năm học mới 2023-2024. Để đảm bảo cơ sở vật chất cho việc dạy và học trên địa bàn xã, chính quyền đã lên kế hoạch sáp nhập các điểm trường lẻ, trong đó có điểm trường thôn Nam Yên về trường chính. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh phản đối vì cho rằng nếu sáp nhập thì con em họ phải đi học xa hơn và nguy hiểm hơn vào mùa mưa. Được biết, điểm trường đặt tại thôn Nam Yên cách trường chính khoảng 2 km. Liên quan đến vụ việc trên, nhiều phụ huynh tại thôn Nam Yên đã đồng loạt gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhưng chưa có phản hồi. Cô Lê Thị Thanh Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bắc cho biết, quan điểm của nhà trường là nếu một số học sinh khó khăn, nhà trường sẽ xin ý kiến cấp trên chứ không hề có việc học ghép. Nhiều phụ huynh biết điều này nhưng vẫn cố tình lấy đó làm lý do để phản đối việc đưa con em đến trường mới. Ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch xã Hòa Bắc cho hay, việc sáp nhập trường học nằm trong kế hoạch của chính quyền địa phương và đã được lên phương án từ trước. Ngày 6 tháng 9, ông Hoàng Trọng Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, người dân đã phát hiện một hang động đẹp giữa rừng già Trường Sơn. Theo ông Hoàng Trọng Đức, khu vực phát hiện hang động thuộc bản Điều Đo. Hiện người dân tạm đặt tên hang này là Sơn Nữ. Hang Sơn Nữ dài hơn 1,5 km. Trong hang, mùa hè nước không lớn, người dân bản địa có thể chèo thuyền cao su từ đầu hang đến cuối hang hơn 1 giờ đồng hồ. Cuối hang là một cửa sau, chảy ra suối Khe Mây với khu rừng nguyên sinh hùng vĩ. Trong hang có nhiều thạch nhũ đẹp, nhiều kiến tạo kỳ lạ, nơi cao nhất của hang khoảng 30 mét. Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn đang làm báo cáo về phát hiện hang động này để đưa vào phát triển du lịch cộng đồng, nhằm tạo thêm việc làm cho đồng bào Vân Kiều. Ngày 6 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn kiến nghị xác định lại tư cách tham gia tố tụng với ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, Bình Dương, và 4 đồng phạm chuẩn bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân vào ngày 21 tháng 9 tới. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đề nghị tòa xem xét xác định lại tư cách tham gia tố tụng của ông trong vụ án là bị hại, thay vì là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Luật sư Trương Anh Tú, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh cho biết, ông cũng đồng quan điểm với các luật sư khác trong vụ án về việc kiến nghị tòa xem xét lại tư cách tham gia tố tụng của người có liên quan trong vụ án. Ngoài ra, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Lê Thị Giàu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây, Đinh Thị Lan cũng có kiến nghị, đề nghị xem xét lại tư cách tham gia tố tụng của hai bà này.
Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến dự thảo thông tư mới quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ, trong đó đề xuất sửa một số quy định để ngăn xe chở cuộn thép gây tai nạn. Theo đó, hàng vận chuyển trên xe phải được xếp đặt gọn gàng, xếp dàn đều, không xếp lệch về một phía và chằng buộc chắc chắn, chèn, lót, đảm bảo không bị xê dịch, rơi vãi, không gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Hàng hóa không được cản trở tầm nhìn của lái xe, không làm mất thăng bằng của xe hoặc gây khó khăn cho lái xe khi điều khiển xe, không được che khuất đèn, biển số đăng ký của xe. Đặc biệt đối với hàng dạng trụ, hàng hóa được xếp nằm ngang hoặc nằm dọc theo chiều dài xe, tùy thuộc vào chiều dài của hàng so với thùng xe. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua, một số phương tiện vận chuyển cuộn thép, ống cống, cọc bê tông cốt thép, cọc thép đã xảy ra tình trạng rơi xuống đường gây mất an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông.